Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với shop của em. Thì hôm nay sẽ là một cái video chia sẻ cho tất cả các bác là hôm nay em sẽ xả vào cái đống lều, ngụy trang lều săn bẫy này nhé. Thì hiện tại bên shop em đang kinh doanh là hai cái mẫu lều. Đó là lều tự bung, lều đứng, lều tự bung, dành chuyên cho các bác đi săn, đi gác chim, bẫy cu các kiểu hay là bẫy thú. Cái lều này là lều ngồi nhé, chuyên để ngồi thôi, lều một người. Và một cái mẫu lều thứ hai đó là cái mẫu lều du lịch, lều picnic hay là lều đi cắm trại ấy, là cái mẫu lều sọc khung, dùng cho gia đình hoặc là hai người đó. Thì cũng là một cái video chia sẻ. Hôm nay em sẽ xả, tại kho thì còn hơn 100 chiếc, xả hết cái lô này rồi thì bán sang một cái sản phẩm mới hữu dụng hơn và đầy đủ các tính năng hơn, nhằm chia sẻ cho tất cả các bác. Thì cũng báo giá công khai luôn, đó là nếu mà anh em xem được cái video này và đặt hàng ở cái video này thì cái mẫu lều đứng tự bung như này thì sẽ chỉ có giá là 300.000 thôi, bao ship vận chuyển nhé. Mẫu lều đứng tự bung này và cái mẫu lều sỏ khung đây, lều du lịch, lều picnic này cũng chỉ có 300.000 thôi, bao ship vận chuyển. Thì trước thì giá nó cao hơn, nhưng mà cái video này là video xả hàng đó, chỉ còn hơn 100 chiếc còn lại thôi. Anh em là xem được cái video này thì hãy cứ nhanh tay gọi điện đến hai cái đầu số điện thoại bên dưới nhé, thì em cũng sẽ chốt đơn hàng và gửi hàng đến tận nơi cho các bác. Cái giới thiệu chi tiết về sản phẩm thì ở những cái video trước em đã có nói rồi, thì hôm nay thì cũng chỉ nói qua thôi. Cái mẫu lều đứng tự bung thì nó rất là tiện và dễ sử dụng nhé. Tất cả các phụ kiện đi kèm thì có đầy đủ này, bao gồm một cái túi đựng lều này, một túi đựng lều và một túi gồm 4 cọc ghim góc lều nhé. Đây, 4 cọc ghim góc lều bằng thép này. Khi mà chúng ta dựng lều lên thì chúng ta sẽ ghim cái cọc ghim này lại để cho cái lều nó chắc hơn. Còn cái chất liệu làm lên cái mẫu lều này thì nó là vải dù kháng mưa cực tốt này, vải dù bóng nhé, vải dù bóng ấy, dù ô dù ấy, nó kháng mưa cực tốt. Và cái khung của nó thì là khung thép siêu bền, siêu dẻo luôn, đàn hồi cực tốt này. Bây giờ thì em sẽ mở lều ra cho các bác biết. Thì chúng ta cứ lên giữ khoảng cách với khuôn mặt của chúng ta, bởi vì này nó phật khá là mạnh. Đó là đấy, có thấy chưa, mở ra rất là dễ thôi. Đây, như thế này, mở ra rất là dễ. Và sau khi mở ra rồi ấy thì chúng ta mở cái khóa cửa chính ra. Chúng ta mở cái khóa cửa chính ra để cho không khí nó vào thì nó sẽ dễ hơn. Đây, em vừa thấy này, em đã mở cái cửa chính ra rồi, chúng ta kéo cái khung nó lại. Đó, đây, các bác vừa thấy này. Đó, đây một cái lều nhá. Đây là một cái lều tự bung này. Cái lều này thì nó chỉ cao 1m1 và rộng 90 phân thôi. Đây là một người sử dụng cho thoải mái, một người dùng là rất là thoải mái. Nhưng đối với hai người thì hơi khó. Ở trong này nó đều có 4 cái cửa sổ đây, có 3 cửa sổ. Em xin lỗi nhá. Có 3 cửa sổ ở bên 3 bên và cái cửa chính đằng trước. Cửa sổ này thì chúng ta có thể kéo khóa ra. Nhưng cái cửa sổ này chúng ta ở bên trong thì chúng ta không thể dùng máy quay hay là thỏ súng ra để săn bẫy được, bởi vì nó là tấm màn chắn nhé. Cái mẫu lều này nó là lều giá rẻ. Đây, chất liệu thì cái tông màu là tông màu ngụy trang nhé, bằng cỏ lá cây khô đây, nhìn rất là đẹp. Khi mà mở ra thì chúng ta có thể vặn cái cửa chính này lên và chúng ta chốt bằng cái khóa này lại. Và cái thao tác gập lều thì cũng rất là đơn giản thôi. Ở video trước em cũng chia sẻ cho các bác rồi, rất là dễ. Bây giờ mà gập lại thì cũng vậy thôi. Chúng ta thu gọn cái phần đáy lều lại, và chúng ta cầm so le tay này. Tay này thì phần đây, coi. Hôm nay em sẽ chia sẻ luôn hai cái gập lều cho anh em quan sát nhé. Một phần tay trên và một phần tay dưới nhé. Đây, như này nhé. Tay trên này,
đây dưới này, chúng ta vặn. Được chưa? Đây anh em thấy chưa? Được chưa? Rất là gọn luôn. Như này xong chúng ta kẹp vào nách và chúng ta lại đút vào ba cái túi vỏ túi của nó thôi. Rất là tiện. Đó. Rất là tiện cho anh em đi săn bẫy hay đi trông công trình hay là trông vườn hoa quả kinh tế gì đấy. Trông màu thì ngụy trang rất là gần gũi với thiên nhiên luôn. Đó, rất là nhỏ gọn như này thôi, chỉ 300 ngàn thôi đã bao ship vận chuyển đến tận nhà nhé. Anh em xem được cái video này thì cứ alo trực tiếp với em theo hai đầu số điện thoại đấy. Và cái mẫu lều này thì còn cái mẫu lều du lịch nếu picnic này thì nó là lều sổ khung. Mở ra thì nó hơi lịch kịch một chút. Ở cái video trước thì em đã chia sẻ đấy tỉ mỉ nhất về cách mở lều này. Thì phụ kiện của nó vẫn là một bao lều, khung lều, vỏ lều và bốn cái cọc ghim góc lều này nhé. Anh em hãy chú ý hộ em. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp hai đầu số điện thoại. Em tên là Thọ nhé. Em đến từ Bắc Giang, ship hàng thì ship COD, ship toàn quốc. Anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán và báo giá công khai luôn nào. Chỉ 300 ngàn thôi đã bao ship vận chuyển đến tận nhà. Đây là cái video giả xả hàng nhé. Chỉ có hơn 100 chiếc thôi. Anh em hãy nhanh tay đặt hàng. Nếu mà hết hàng ấy thì em sẽ không bán cái giá đấy nữa đâu nhé. Đó. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.